để ở dưới này nè, tại vì cái máy này tiếng lớn lắm, nó cũng có thể nó vang tối tối thì im lặng đó, nó vang rộng lắm. Nhân quyền nghe, nhân quyền xem nha. Giờ này nhân chưa bắt máy đâu, tại vô nó chưa ra, để chút xíu giờ nó ra rồi nhân quay cho mọi người xem. Thì cũng giống như đợt trước thôi, là cũng có cái chọi đó là mình để mình giữ chù lá, để thường là khi mà mình thay lá xuống cái lá dơ thì mình đem xuống đây mình giặt nè, còn cái lá sạch đó xong mình giặt xong, khi mà mình giặt xong á thì mình đem vô mình đổi cái lá kia mình thay lên cho dơ thì giờ ở. Mình vô này mình quay cho mọi người xem này đó. Cái này nó cũng cũ rồi, ba nhân tính vậy quá lợp lại đó. Thì mình sẽ treo lên như vậy nha mọi người. Thường là nhà ai không biết ai vô chùa thì bao nhiêu, cái này thì mình cứ vô chùa một sâu gì nè, một ký một sâu treo gì nè, là nhân sẽ xỏ là 8 tàu đến 9 tàu lá thốt nốt. Lá này thì ở đây người ta kêu là lá thốt nốt, thì nhân không biết ở chỗ khác kêu làm sao thôi. Rồi mọi người đợi xíu thì chút dơi nó có gà nó đi ăn á, thì nhân sẽ quay cho mọi người xem nha. Giờ nhân bấm ngưng xíu nha. Khi mà mua máy của anh Thuận đến giờ thì dơi nó về nó khá là nhiều rồi. Một ngày nhân có thể hút, người ta gọi là xúc phân á, nhân có thể xúc được tới là có thể là nửa dạ. Nếu mà chùa dơi nào xúc một ngày nửa dạ, hơn nửa dạ là đạt giống đạt rồi. Thì cũng cảm ơn anh Thuận nhiều đã gửi cái máy cho em nha anh Thuận ơi. Thì nó ra đó mọi người. Ô, mọi người thấy nó xài nó lúc này là nó ra nhiều lắm rồi. Dơi thì nó ăn tầm khoảng một vòng vòng là từ khoảng 1 cây số đổ lại. Thì mình cái này là mình nuôi cũng khá là dễ thôi, mình chỉ có cực một cái là mình phải phơi nó, mình phơi nắng nó cho nó khô rồi xong mình đem vô mình xúc lại mình bán cho người ta. Thì cái này bỏ cái cây trồng rất là tốt. Thì giờ này dơi nó ra thì vẫn chưa bắt máy đâu, khi nào nó ra hết xong á rồi lúc đó là anh em nó bắt cái máy. Tại lúc đó là con dơi sẽ đi, lúc con dơi mà nó ra nó đi ăn á là nó không có, chưa có về đâu, nó chưa có về kịp. Nó ăn tầm khoảng chừng 1 tiếng hồ nó sẽ quay về. Ừ, cũng được. Đây nè mọi người thấy nè, nó ra khá là nhiều. Cái này không biết bao nhiêu con mà đếm luôn á. Lúc trước thì nó không ra được nhiều gì đâu, lúc trước nó ra rất là ít, lúc trước là dơi nhân về nó rất ít. Nhưng mà từ khi một tuần nay là mua máy của anh Thuận là dơi nó về khá là ok, rất là nhiều. Thường thì mình không có lại gần nha, tại vì mình không phải là mình sợ nó, nhưng mà lại gần là nó xà vô đầu mình, nó trúng đầu mình đau thôi. Mình ngồi xa xa và mình quay cho mọi người xem thì nó về cũng khá là nhiều. Đó, nó bay rất là nhiều mọi người. Ôi, thì bây giờ trời cũng tối rồi, thì để nhân đi lại bật cái máy lên để nãy nhân đi như thường tối nhân mới vô, nhưng mà hôm nay là quên đem cái đèn này. Để nhân đi lại bật cái máy xong mình vô thì cũng cuối video xin chúc mọi người thì có ai có làm chuồng dơi giống như nhân á thì mua máy của ủng hộ anh Thuận nha, để dơi nó về nhiều.
Thì cuối video thì em cũng xin cảm ơn anh Thuận nhiều nha. Anh Thuận gửi cái máy cho em xài thì khá là ok anh Thuận ơi. Để khi nào mà ai có cắt cần dơi á thì em sẽ giới thiệu, em chỉ mấy cô chú rồi đó, mua máy của anh Thuận nha. Thì ở trên này nó khá là tối nhưng quay không rõ. Đó, ở đây nó gần nó rõ hơn nè. Rồi, Nhân sẽ bật cái máy. Nhân bắt con gắn kia ở trên kia xuống. Rồi Nhân đi vô. Này. Nhân nữa là Nhân thì Nhân để dưới gốc này không à. Rồi, để trên này cũng được. Em để này nó sáng đêm cũng được, nhưng mà thường là Nhân để là tới lúc trước đó thì Nhân để tới sáng, nhưng mà bây giờ thì Nhân để tầm khoảng 7-8 giờ tối là khoảng hình như là lúc trước ba tối là ba đi lấy, là 10 giờ ba sẽ lấy nó vô. Đây, thì mọi người nghe cũng khá là rõ ha. Nhân đứng ở đây Nhân cũng nghe khá là rõ, nhưng đi vô khúc ở trong gần nhà nó vẫn là kêu, vẫn gõ bình thường. Đó, thì giờ nó ra nó đi ăn hết đó mọi người. Rồi cuối video em xin cảm ơn anh Thuận nhiều nha. Cảm ơn anh Thuận gửi cái máy cho em, rồi giúp em gia đình em có thu nhập thôi. Rồi mọi người có mua máy ủng hộ đó, thì lên YouTube mình kiếm kênh Săn Bẫy của anh Thuận nha. Nhớ mua máy ủng hộ anh Thuận nha. Rồi cuối em xin chào tạm biệt. Cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn anh Thuận nhiều nha.